Từ lâu trong cuộc sống, nước muối sinh lý đã trở thành một phương pháp hữu hiệu cho chúng ta hỗ trợ điều trị và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, mọi người thường gặp phải những sai lầm. Những sai lầm này thường gây ra các hậu quả nghiêm trọng trong quá trình sử dụng nước muối sinh lý để hỗ trợ điều trị tâm lý. Số 1, sử dụng nước muối sinh lý đóng chai không đảm bảo chất lượng trên thị trường. Số 2, dùng muối không đảm bảo chất lượng để pha thành dung dịch muối sinh lý. Số 3, sử dụng nước không đảm bảo chất lượng để pha dung dịch muối sinh lý. Thứ 4, pha sai nồng độ dung dịch muối sinh lý. Thứ 5, coi nước muối sinh lý là thuốc trong quá trình điều trị. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.